Trường xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì trong mọi bình luận hôm trước thì anh em có đề nghị mình là làm một cái clip là tổng hợp các loại phân thuốc mà mình hay sử dụng cho cây mai trên một năm, là những cái dòng gì để chia sẻ đến anh em biết thêm. Thì hôm nay mình cũng làm một cái video kỹ về các dòng phân thuốc mình hay sử dụng trên cây mai để giúp cây mai nó phát triển tốt hơn và nó bóng hơn, nó mướt hơn. Thì thật ra thì đối với những nhà vườn khác thì mình chẳng qua họ không chia sẻ thôi, chứ còn mai của mình thì so với các nhà vườn thì có khả năng là mình chỉ bằng 60% so với các nhà vườn lớn thôi nha. Nói chung là gọi là mình chỉ hơn được những anh em mà hay biết chăm, mới biết chơi. Thì cho nên là vì vậy cho nên là anh em nào mà tin tưởng thì có thể theo dõi kỹ video này. Thì ít nhất thì cũng chăm được giống như mình, đồng ý là không bằng nhà vườn, những cái gì mình cũng đã gọi là cũng đủ có bông có hoa chơi nha anh em. Thì trong video này mình sẽ quay kỹ một số loại phân thuốc từ đầu năm đến cuối năm mà mình hay áp dụng và sử dụng, và mình sẽ giải thích cho anh em tất cả các dòng thuốc hoặc phân. Tất cả các dòng thuốc hoặc phân mà mình hay sử dụng trên cây mai vàng, và mình sẽ làm thật kỹ trong cái video này. Và mình xin nói trước thì video này là rất là dài, anh em nào thật sự quan tâm đến vấn đề mà phân thuốc cho cây mai thì thứ nhất là xem không nên tua, bởi vì khi anh em tua thì anh em sẽ không hiểu được là mình đang sử dụng từng loại phân và áp dụng cho từng thời điểm trong năm của một cái cây mai, và các loại thuốc gì, thuốc bệnh gì cho nó phù hợp, và các dòng gì để dưỡng lá cho cây mai nó sung, lá nó đẹp, và các cái dòng gì để giúp cho cây mai nó vượt tược đi nhiều, cành nhánh nhiều để dễ sửa cây nha. Giống như cây này thì cây phôi mình ghép này, mình chưa đi dây này nha, chưa đi dây. Mấy ngày này bận quá, lại gặp mưa liên tục cho nên mình chưa đi dây. Thì ngay sau đây, không mất thời gian của anh em, thì mình sẽ quay và chia sẻ cho anh em một số loại phân mình hay dùng, phân và thuốc sâu, thuốc bệnh, các loại phân thuốc sâu, thuốc bệnh trên cây mai cho anh em tham khảo nhé. Thì anh em cảm thấy phù hợp dòng nào thì anh em sử dụng. Đây thì mấy cây này thì hiện giờ vẫn chưa đi dây đây anh em, mới có đi được tàn dưới này, còn tàn trên thì do nói chung cũng hơi bận nên là chưa xử lý kịp. Thì mình sẽ quay sơ cho anh em xem, đừng có giật mình nhé. Thật ra thì chăm cây mai thì rất nhiều anh em kêu làm gì mà tốn nhiều phân thuốc, mình cũng nghĩ vậy. Chăm cây mai thì phân thuốc rất là ít, nhưng mình không ngờ là khi mình mở cái tủ mình ra, cái tủ phân thuốc của mình ra mà mình ngồi mình choáng ngợp anh em, tính ra nó nhiều. Đây là một số lượng mà mình sử dụng rất nhiều loại chứ không phải nguyên gì tàn này đâu anh em. Nhưng đây là những cái số mà mình rút lại trong năm nay, mình chăm, mình sử dụng những cái dòng này thôi, mình không sử dụng các dòng khác, bởi vì mình cảm thấy cái gì nó phù hợp, mình bón lên cây mai hoặc mình phun lên cây mai mà nó tốt thì mình áp dụng. Đây nha anh em, vẫn còn thêm 2 AK này nữa anh em, vẫn còn thêm 2 AK này nữa. Mình quay từng sản phẩm một cho anh em tham khảo nha, từng sản phẩm một hơi nhiều đó anh em, chứ không ít đâu. Bây giờ anh em chờ xíu, mình bưng cái này xuống dưới đất để dễ tiện cho anh em nha. Rồi, xem thử là bây giờ chúng ta sẽ có những gì. Đây là B1 quả Thái, hàng này hàng quả Thái. Thì B1 này thì mình nhờ mấy anh em chơi phong lan thì mua bên Thái gửi, họ gửi về. Thì dòng này thì B1 quả Thái thì sử dụng cho mai thì có thể sử dụng quanh năm và rất là ok. Thì tỷ lệ pha thì nó có sẵn trong bao bì, các anh em có thể mua B1 quả Thái về sử dụng. Hàng này mà kết hợp với phân bò full là nhích nách con mẹ hàng luôn. Nói chung là cực kỳ bá đạo. B1 Thái. Thứ hai là dòng đạm cá cô đặc. Đạm cá cô đặc thì nó có nhiều hãng. Đây, đạm cá cô đặc thì dòng này là anh em nên sử dụng từ tháng Giêng cho đến tháng 5 là thôi không dùng nữa, bởi vì dòng này nó phát tược, nha anh em. Đây là đạm cá cô đặc. Rồi tiếp theo cũng là đạm cá cô đặc, nhưng mà dòng này là của Mỹ. Cái chữ này đọc không ra đâu, anh em lên Google dịch thì nó mới có hướng dẫn sử dụng này. Thì nó có chai 1 lít này, thì dòng này thì nó có giá thành là 150.000 trên 1 lít. Thì nó, anh em dùng ít thì có cái loại chai nhỏ này. Đây, dùng ít thì nó có loại nhỏ thì mình cũng có sử dụng. Thế là mình sẽ giới thiệu của sơ qua cho anh em tham khảo nha. Đặc biệt thì dùng cho mai thì đặc biệt là phải có những cái dòng như là Chi Cô Đạt Ma. Là cái dòng này làm cho phân bón các kiểu là nó là men vi sinh anh em, cho nên là nó giúp cho giá thể cả cây trồng nó cải tạo đất tốt hơn. giúp cho cây mai phát triển và kháng bệnh tốt hơn. Đây là các dòng phân nha anh em. Đấy, thảm cá này hơi nhiều đây anh em, không ít đâu. Rồi một lát mình sẽ ái trình tự cho anh em nha. Ở lân 86 này, dòng lân này thì chuyên dùng cho để kích các loại hoa này. Đây, lân 86 này, đạm cá này. Rồi bây giờ mình đang vẫn nói về vấn đề phân trước nha anh em. Ở đây thì nếu mà có điều kiện thì mua thêm chai trang form này. Trang form này là như của Thái Lan này anh em, chai này giá cũng khá cao đấy. Chai này là 1 lít hình như là 1,6 triệu hay là 1,4 triệu hay 1,5 triệu gì đó, nó dao động tầm đó nha, chai trang form này. Nhưng mà nói chung mình cũng ít sử dụng chai trang form này, cho nên thôi bỏ qua đi. Chủ yếu là sử dụng là một trong ba những sản phẩm đây. Rồi đây tiếp theo là N3M này. Nên mình quay cho anh em xem toán là về cái độ phân thuốc. Phân thuốc tính ra trong một cái mài hết hơi bị ác đấy. Rồi đây là thằng Amino Combi vi lượng này nha. Combi vi lượng này. Đây thì thằng này là bổ sung vi lượng cho cây. Rồi tiếp theo là Super Thai. Và anh em nên hiểu là Super Thai thì nó có nhất, nó lạ nhất là ở trên cái thị trường bán của mình. Super Thai là mình có quen những người bạn cũng ở bên Mỹ ấy, thì họ cũng có trồng, bên đó họ cũng có trồng mai vàng, và cũng có đôi lúc cũng có điện hỏi thăm mình thử là cách này cách kia, thì mình cũng có nhắn tin mình hỏi thử là một chai Super Thai như thế này ở bên tại nước bạn thì bán khoảng bao nhiêu, bên Mỹ bán bao nhiêu, thì mình nghe trả lời là bên đó là 1 lít, bên đó là 1.450.000, mà không biết chuẩn xác không. Nhưng mình cảm thấy là vô lý cái chỗ là 1 lít ở bên nước Mỹ mà 1.450.000 tiền Việt Nam, thì khi về tới Việt Nam mà bán 1.6 triệu thì không hợp lý. Còn chai này của mình là mình mua là nửa lít, mà mình mua hàng xách tay nha anh em. Cái chai này là mình mua hàng xách tay, thì chai này có giá rơi vào là 1.580.480 ml. Chai này là 480 ml. Thì trên thị trường cũng có chỗ nó bán có 800-900 nghìn một chai như thế này. Cho nên vì vậy cho nên là hàng thật hàng giả thì mình tạm thời cũng không tham gia và cũng không bình luận chỗ đây nhé. Mình chỉ nói như vậy để cho anh em là hiểu được cái vấn đề là như vậy thôi. Đó, và ngoài ra thì đối với các sản phẩm của thị trường như thế này thì mình có sử dụng thêm một số dòng. Ví dụ như là kích rễ, đây thì mình không dùng để kích rễ nhé, mình chủ yếu là để dưỡng rễ thôi. Bởi vì nó có thành phần là phân đạm, lân, kali, rồi sắt, kẽm, mangan, bo các kiểu này, thì nói chung là phân bón vi lượng, thì nó gần giống như là chai mò kích thích sinh trưởng Amino này, Combi này, thì nó gần giống nhau thôi. Còn bởi vì bên mình thì sử dụng là dòng này là combo 2 bên mình sử dụng, thì dòng này thì kích dễ thì anh em cũng được biết rồi. Dòng này thì kích khá khủng khiếp trên cây mai nha anh em, khá khủng khiếp trên cây mai vàng. Nói chung là trên các loại dòng phôi thì nó đứng đầu, nhưng khi đối với những cây mai bình thường thì anh em không nên sử dụng loại này, mà chỉ lên là sử dụng N3M cho nó nhẹ nhàng thôi. Thứ nhất là giá thành rẻ hơn, mới cả hai nữa là kích rễ mà mình dùng nhiều. Đối với những cây mà nó bình thường thì không nên dùng nhiều. Bên mình thì nó có một số dòng sản phẩm anh em. Dòng này thì phục hồi mai suy, dòng này thì ít khi sử dụng, rất ít khi sử dụng, trừ khi cây nào suy gần đứt gần chết thì mới dùng đến nó thôi anh em. Cây này thì cây nào mà gần suy, rụi lá rụi cành, cây muốn chuẩn bị ra đời, gọi là chuẩn bị muốn vô lò đốt thì mới sử dụng cái dòng này. Đấy là mình cũng có mấy dòng thuốc nhưng mà cũng khá bá đạo nha. Còn dòng combo 3 thì chủ lực là sử dụng vào từ tháng 5, combo 3 này, tháng 5 cho đến tháng 8 là dòng này là nó kích thích là đẻ nhiều nụ hoa, nhiều nhánh hoa. Cho nên là dòng này thường hay dùng từ tháng 5 cho đến Tết. Nó cũng là đẻ mầm nhánh, nhưng mà trên cây mai thì không cần mầm nhánh nhiều nhé, vừa thôi, chủ yếu là nụ nhiều là được rồi. Thì dòng combo 3 là phù hợp. Còn đặc biệt bên mình thì có cái dòng là combo 4, thì dòng này thì khá hiệu quả đối với những cây mai là bị lá me, hoặc là cây mai mà kém phát triển, hoặc là những cây mai bị phạm phân phạm thuốc thì sử dụng rất là ok. Đó, đây là sơ lược về cái vấn đề phân bón. Còn chưa kể một số loại giống như là Atonic này. Atonic thì cũng hay dùng, thi thoảng cũng có dùng, nhưng mà Atonic thì sẽ dùng không qua được Super Thai nha, sẽ thua bằng Super Thai. Số bonsai mình có vẻ tiền nào có đấy mà đắt hơn nhiều thì dùng hiệu quả hơn. Đây là bên thành phần phân mà gọi là bổ sung, chứ còn trên thực tế thì vườn mình là sử dụng là chủ lực là phân bò nha anh em. Chủ lực là phân bò MB1 thì mình hay ngâm phân bò MB1 mình tưới cực kỳ. Đó là cái dòng, đó là chủ lực là ngâm phân bò, và B1 mình hay tưới. Thế là hôm nay mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình không có có chia sẻ kỹ, bởi mình chia sẻ kỹ chắc cái video này chắc phải mất mấy tiếng anh em, bởi vì mỗi một cái nó có một cái công thức khác nhau, vì vậy cho nên là mình chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ các loại thuốc mình hay dùng thôi. Rồi tiếp theo đến là thuốc bệnh, nha anh em. Thuốc bệnh thì sẽ có một số dòng như là cái gì Gua gì này, cái này thì mình không biết tên. Nàng này thì đặc trị là do virus, vi khuẩn nấm hại cây trồng, thán thư, đốm lá, mốc, đặc biệt là hiệu quả với các loại cây nho và rau màu. Thì nói chung thì cây này, cái loại này mình dùng thấy cũng ổn định này, phun nó không bị sốc cây, thấy nó là không bị nóng, cho nên là ok này. Mới đặc biệt nhất là mình hay dùng nhất là dòng thuốc Anvin, là mình hay sử dụng là trị nấm trên cây mai. Đồng ý với anh em là Anvin đây là trị bệnh cũng không phải là dạng cao thủ đâu, nhưng mà nó được hay một cái điểm là cái dòng này nó mát cây, nó không bị nóng như các dòng thuốc khác, nấm bệnh khác, cho nên là mình rất hay phun loại này. Thường thì khi phun thuốc sâu mình hay kẹp thêm thằng Anvin này mình phun. Ví dụ như tuần mình phun thuốc sâu là mình cứ kẹp thằng Anvin này mình phun biết thôi, cho nên là nó hạn chế bệnh cũng rất là nhiều, hạn chế thôi trị, chứ làm trị thì loại này không hiệu quả cao. Tiếp theo là thằng sun phát đồng. Sun phát đồng đây thì có thể giải gốc hoặc là, đây đang nói về thuốc bệnh này, giải gốc hoặc giả là anh em có thể sử dụng pha dung dịch mới vôi, nó tạo thành dung dịch bóc đô. Là cái dung dịch bóc đô nếu mà nói về chữa bệnh, các loại nấm bệnh thì thằng này nó chữa bệnh hầu như là đứng đầu mà giá thành rất rẻ. Thì anh em mà muốn xử lý dung dịch bóc đô thì anh em lên trên mạng gõ là cách làm dung dịch bóc đô. Video mình ngày trước mình có làm rồi, nhưng anh em có thể tìm lại hoặc lên mạng tìm cũng đều được. Đây là sun phát độc chuyên để làm dung dịch bóc đô, và có thể là một mình nó phun lên được, nó giúp cái lá mai nó xanh hơn nhiều. Đây là dòng dịch bóc đôi nha anh em. Rồi vẫn là tiếp tục là thuốc bệnh nha anh em. Ba nữa là nhiều, nói chung là nhiều ba đạo luôn. Đây là mình cắt bỏ bớt một số dòng thuốc mình năm nay mình không dùng, mình chỉ có dùng cái đám này thì mình quay đám này thôi, chứ năm ngoái nó còn nhiều nữa, tin super rồi tùm lum hết. Rồi tiếp theo là Zidomin. Zidomin thì dòng này là gói 100g thì thường là anh em họ pha tầm 30-40 lít nước để họ tưới nha anh em. Nhưng mà như mình thì mình hay pha là 100g là mình pha cho 100 lít, mình tưới nhạt nhạt thôi. Cái tưới đậm là cái dòng Zidomin đây là cái chồi mà đang phát chồi non anh em, thì khi tưới thì hay bị đứng độc lọc, vì vậy cho nên là mình chỉ tưới sơ thôi. Đó, mình chỉ tưới loãng loãng thôi là Zidomin. Thì nãy giờ anh em thấy mình giới thiệu sơ. Nếu như bây giờ mà mình chia sẻ từng chức năng của từng loại thuốc một thì có thể là cái video nó khá dài, vì vậy cho nên là video mình chỉ là quay thuốc cho anh em xem thôi. Rồi tiếp theo đến là dòng, cũng là dòng khuẩn và virus, cũng diệt khuẩn đây và nấm bệnh, thì mình cũng hay dùng loại này. Thì có sao nói vậy, thuốc bệnh thì chủ lực mình dùng 4H2 này, nhưng chủ lực nhất là Anvin, chứ còn bóc đô mình cũng hay dùng. Mà thi thoảng để bóc đô là anh em phải hiểu là đợi cái lá mà mai già phun, lá mai mà non anh em phun hay bị đứng lá hoặc là cháy, cho nên là phải cẩn thận với dòng bóc đô. Anh em nên cực kỳ cẩn thận. Rồi tiếp theo đây là thuốc sâu. Thuốc sâu thì không cần nhiều anh em, thuốc sâu chỉ cần một số loại như sau thôi. Ví dụ như thằng này Tata, thằng này là thuốc Tata, đây là thuốc sâu Tata. Thằng này thì nó trị bọ trĩ, rệp sáp, dày nâu. Nói chung là thằng này thì phun, anh em phải hiểu là khi nó trị bọ trĩ thì sâu nó cũng giết luôn. Thì dòng Tata là rất ổn định và rất là mát cây nha anh em, rất mát cây. Và phun đặc biệt thì nếu như vườn anh em nào mà chưa phun dòng này, chỉ phun một lần thôi là bọ trĩ nó chết. Nhưng anh em phải hiểu là cái con bọ trĩ là phải đánh thay ca. Anh em mà đánh một lần nó sẽ không chết nha anh em. Này, con bọ trĩ không chết. Đó. Rồi tiếp theo là con phi đo. Con phi đo thì năm nay thấy đánh nó chán đời lắm nha. Con phi đo năm nay thì mình, cái chai này từ đầu năm giờ tới giờ mình chưa phun luôn. Năm nay không đánh con phi đo. Nên là thật, có sao nói vậy thật. Quên anh em. Dòng Morphe, mà dòng này là ngăn chặn virus lây lan, là chuyên trị các bệnh là xoăn lá, xoăn đọt trên cây mai, là cũng khá hiệu quả đây. Thì anh em có thể kết hợp là phun thay ca giữa thằng này với các loại dòng thuốc bệnh kia thì cũng ok này. Thằng Morphe, Anh em thấy nhiều thuốc chưa? Đây là còn ít anh em. Rồi tiếp theo vẫn là vấn đề bọ trĩ nha, với cả thuốc sâu nha. Loại này là Agaxi SC55 EC, thì dòng này là trị bọ trĩ và nhện đỏ hay các loại sâu thì cực kỳ hiệu quả và cực kỳ rẻ. Chai này họ bán là 201 hay 200 gì đó, mà 8 ml pha bình 25 lít nước, mà cái chai này tới 210 ml. Chai này thì cực kỳ rẻ trong dòng thuốc sâu mà phun khá hiệu quả luôn. Đó, mình xin nói trước là chai này phun khá hiệu quả. Nhưng mà vẫn nóng hơn cái chai, nóng hơn cái gói Tapa này nha nha. Rồi tiếp theo đến nữa là chai này. Chai này thì họ chỉ có đề là trị sâu xanh thôi nha, nhưng mà phải công nhận cái chai này phun là không còn con bọ trĩ nào sống sót, mình khẳng định luôn. Là chai này phun không còn bọ trĩ nào sống sót. Vườn nào bị nặng cái nào là phun pha một tiêu sạch không còn con. Nhưng dòng này thì cực mát, phun lá mai không bị ảnh hưởng. Hay. Còn đặc biệt là dòng mà trị mạnh nhất là cũng là cái dòng này, bữa này thì họ cấm ấy nhỉ. Khó mua lắm dòng này. Dòng sẹt zone. Dòng này thì phun là không còn gì sống sót, kể cả mình luôn. Dòng này thì độ độc cao hay không thì mình không biết, nhưng mình xin nói trước với anh em là những anh em nào mà trồng mai quanh nhà tuyệt đối không được phun dòng này. Nó hôi 5-6 ngày sau nó hôi không chịu nổi. Đây là dòng sẹt zone. Đó, thì nói chung mình ít rất khi sử dụng hàng này, trừ khi bần cùng sinh lắc thì mới dùng, còn thường thường là dòng này anh em. Dòng này là một mới Agaxi và gói Tata, mình hay dùng ba thằng này thôi, ít dùng mấy loại khác lắm. Này, bởi vì ba đấy mình đảo ca đánh thì anh em chỉ có thể nhìn sơ lược là cái bộ phân thuốc của mình cực khủng nha nha. Và riêng vì trong video này mình cũng xin quảng cáo thêm một xíu cái dòng thuốc của mình. Thì vào thời điểm từ tháng 5 trở đi thì nếu như anh em có điều kiện thì sử dụng dòng này. Dòng này cũng rẻ thôi nha, nửa lít 5k 150.000, còn tiền ship thì 20 mấy nghìn thôi. Dòng này thì thứ nhất là nụ nhiều, thứ hai là nó đẻ nhánh nụ nhiều, rồi nó giúp cái lá mai dày hơn rất nhiều, xanh dày, thì mùa này mới sử dụng thằng này. Còn đặc biệt là cái loại cây lá me thì anh em có thể là sử dụng dòng này để giải độc, hoặc là có thể kết hợp thằng này mới phân đạm cá phun cho cây mai, thì khẳng định anh em được lá mướt rượt to đùng. Đó là dòng này. Hoặc nếu như dòng này anh em có thể dòng này áp dụng mới đạm cá, hoặc giá anh em mua chai Super Thai. Nhưng tốt nhất anh em nào mà có quen biết, chỗ nào tin tưởng thì mua Superfly là ok. Superfly ở trên mạng giá cả thị trường nó vô vàn vô kể, nói chung là không hiểu nổi giá luôn, mình không hiểu luôn cái giá của nó, mình không am hiểu. Đấy, chứ còn riêng về cái dòng kích rễ combo 2 đây thì chủ lực là trồng phôi và những cây suy yếu thôi anh em, còn cây bình thường thì ít ai tưới lắm. Cây bình thường là 1cc nó pha khoảng tầm 3 lít tưới, chứ còn pha nhiều tưới không tốt. Anh em mà pha đậm tưới không được đâu, tưới nó kích rễ nhiều quá nó không phát triển trên. Còn nếu mà có điều kiện nữa thì có thể mua chai Cham Form của Thái này nha. Cham Form của Thái thì Thái mình thấy là cũng phun lên cũng khá hiệu quả đấy. Nhưng mà khả năng thì chai này sẽ thua chai Super Thai, hoặc là thua chai combo 3 hoặc combo 4 của mình khả năng là khả năng sẽ thua. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Thì hy vọng video này có thể giúp anh em hiểu thêm là chăm sóc một cây mai thấy tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà anh em chỉ cần liếc sơ thôi là toàn thấy cái bộ đồ nghề của mình hơi khủng. Hiện giờ bộ đồ nghề này là vẫn chưa đủ nha, còn có một số cam ví dụ như là Mark Rốt này, hay là Rốt 10 này, hay là thập cẩm, tất cả các loại phân trên thị trường nhà mình hầu như loại gì cũng có. Nhưng mà mình cảm thấy cái gì hay, cái gì xịn và cái gì mà cảm thấy tốt thì mình dùng thôi nha. Khi mình phun vô cây mai là mình sẽ có cảm giác tốt hay không tốt liền. Khi mình phun vô mà cái lá nó mướt ra, nó bóng lên thì là nghĩa là tốt, hoặc là khi mình phun vô hoặc mình bón phân mà nó bóng nó mướt thì nó tốt. Còn đây là hiện giờ mình còn chưa tính đến đó, là các loại phân là 30-10-10, các loại phân bổ sung phân vô cơ là 30-10-10, rồi 10-30-10, rồi 10-20-30, bón theo chu kỳ hàng tháng. Là ba loại phân đấy mình còn không tính vào, cho nên với số lượng nó khủng khiếp lắm nha. Vậy chăm sóc được một cây mai mà nhìn cho nó được giống mình thôi, chứ không thể so với nhà vườn lớn nha anh em. Anh em không thể so với các nhà vườn khủng khiếp nha. Còn vườn mình thì tè thôi, nó chỉ được thế này thôi. Còn các nhà vườn lớn thì họ có khả năng là sẽ sử dụng các loại phân thuốc tốt hơn, hoặc giả là cách họ chăm sóc hay hơn thì họ sẽ tốt hơn của mình rất là nhiều, tốt hơn của mình với cả của anh em rất là nhiều. Chứ còn như mình đây thì nó chỉ tè tè tầm này thôi nhé, năm này là hết ra hết số rồi. Loại này thì toàn bộ là phôi mới ghép. Đó, mấy cái dòng này thì chưa thành phẩm ấy nhá, vẫn đang chăm. Cái này thì khả năng Tết hôm nay có ít bông ít hoa, lừa Tết đi bán kiếm ít bạc anh nha, kiếm vào cái bông bán kiếm ít đồng. Đây, đây là dòng, các dòng đây, còn mai miền Tây đây cũng mua về canh Tết này, có cái bông nào không đi bán Tết này. Đây, cây này thì cũng đây, nói chung là dòng mai mình nó chỉ vậy thôi, tầm đấy thôi. Còn nhà mình thì chủ yếu là phôi nhiều nha, phôi mua về ghép ấy. Cái này thì mới ghép bên này hết bo thiệt, còn canh này chưa kịp ghép này. Rồi, xin tổng chào toàn thể quý vị, cảm ơn quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh từ nãy đến giờ. Nếu có gì mà anh em thắc mắc không hiểu thì liên hệ trực tiếp.